Mọi người ơi, hôm nay là ngày vui mọi người ơi. Hôm nay là ngày rất vui của người làm vườn. Hôm nay mình sẽ thu hoạch cái mớ mãng cầu này ha. À, cái cây mãng cầu này, cái trái nó đã già rồi đây. Thấy không? Cái gai nó nở ra rồi đây. Đó, thì hôm nay sẽ là cái ngày mà mình sẽ thu hoạch hết những cái trái mãng cầu này trong cái cây này ha. Đấy, được khoảng mười mấy trái. Vừa trung trung thôi chứ không có lớn lắm, bởi vì mình để năm nay mình để hơi nhiều trái, đâm ra là trái của nó cũng không có lớn lắm, nhưng mà cũng ok. Đấy, những cái trái này, cái gai nó đã nở hết ra rồi này các bạn, đấy thấy không đó. Hôm nay mình sẽ thu hoạch hết cái đống mãng cầu này các bạn ơi. Ngày vui hôm nay, cái trái này đã mềm rồi này các bạn. Đấy là cái trái đấy có thể ăn được rồi đấy. Đấy, hôm nay mình sẽ thu hoạch, ngày vui của những người làm vườn không chuyên nghiệp nhưng mà cũng có được một chút xíu kết quả. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cắt hết những cái trái này vô để nó chín và mình sẽ thưởng thức. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt xuống ngay các bạn. Đây, như trái này là nó đã khá già rồi đây. Đó, thấy không? Sẽ cắt xuống để nó chắc ngày này khoảng một vài ngày cái là nó sẽ chín thôi các bạn ơi. Đây, mình sẽ cắt hết xuống ha. Thì hôm nay mình sẽ cắt hết xuống, cắt chúng nó xuống. Đấy, hấp dẫn không các bạn? Sẽ tiếp tục cắt xuống đây. Đó. Đây các bạn, đó, hấp dẫn không? Đấy. Đây, sắp hết rồi. Vui quá là vui, hấp dẫn quá là hấp dẫn. Đây là còn một cái chùm này quá nhiều trái hơn này. Nhánh của nó như vậy là 4-5 trái đây. Sẽ cắt xuống. Đây các bạn ơi, đẹp không? Nguyên một chùm luôn ha. Rồi, thế là thu hoạch. Đó, đây là toàn bộ thu hoạch của mình ha. Đây chỉ có là một cây thôi, một cây mãng cầu dai Việt Nam mà mình thu hoạch chắc cũng được khoảng mười mấy trái đây. Đó, đó là ngày vui của những người làm vườn đấy các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.